Xin chào anh em nhé, hôm nay tôi lại mới về cho anh em một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là mẫu xe Nissan X-Trail phiên bản Pre sản xuất năm 2018. Với cái tầm tiền phải nói là vô cùng hợp lý luôn, chỉ có khoảng tầm chưa đến 700 củ là có thể có ngay cái dòng xe này. Hơn 600 củ là có ngay cái dòng xe 7 chỗ gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc 2018 bản Pre SL luôn các bác nha, rất là mới luôn các bác nha, cực kỳ mới luôn, siêu mới luôn. Xe này cũng mới về, chúng tôi cũng chưa sơn xi dọn dẹp gì cả, nhưng là lốp vẫn còn. Và ghế được trang bị ghế điện luôn, cả hàng ghế thứ hai luôn các bác nha. Ghế điện này, đây các bác nhìn này, hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm cái hệ thống điện, đầu DVD, camera lùi, màn hình, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hộp số tự động, gương chiếu hậu tự động chống chói. Công nghệ thì phải nói rằng là con này ngập tràn luôn các bác nhá. Cân bằng điện tử đầy đủ hết các bác ơi, đầy đủ hết các bác ơi. Đây các bác nhìn này, đấy, không có thiếu gì cả các bác nhá. Đấy, rồi đây, rồi bác nào mà có nhu cầu tìm kiếm dòng xe này thì gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333 các bác nhá, 0939063333. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây, Nissan X-Trail 2018 các bác nhá, với cái tầm tiền vô cùng hợp lý cho anh em đi Tết. Và chỉ có khoảng tầm 266 củ là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Đấy, chúc các bác thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác tại 26 đường cầu Diễn.